cái thành phố Borobudur. Trước cái ống kính mình đó là nó có cái những gần cầu đó là cái cảng Port of Los Angeles đó, hay là thành phố San Pedro các bạn. Thì mình sẽ exit cái đường này đó, mình mượn cái đường San Pedro này đó, mình đi qua bên cái thành phố Rancho Bolivar đi đó. Để là khi các bạn yêu cầu thì mình cũng ráng mình thu xếp, nhưng mà nó cũng tùy duyên nha. Nhờ cái này là hơn là nhờ nó có khách chứ không phải là mình giờ chỉ làm cái đó bọn ha. You sell đi vô cái suất này được bọn phải. Quẹo trái. Sorry, dòng lại. Lẽ ra nó phải đầy cái bảng đó. Đi tới Anaheim với cái đường trên nó mới quẹo phải. Đó. Đó. Vô Anaheim mà turn right này. Một dặm nữa thì quẹo trái ở đường Palo Verde đi, còn chạy tốt lắm. Những cái hãng dầu quả đây nè, những cái hãng xưởng lọc dầu là đây nè. Chu cho quá chừng quá đất ở đây thì khi mà nó có lỡ cái gì mà nó cháy nó nổ như bom nổ như các bạn thấy ghê lắm. Quảng cáo đất rồi, cái xăng 76 là cái xưởng lọc dầu của cái xăng 76 đây nè, Unoco. Xăng 76 là nó nằm ở đây nha. À, xong thì xuất khẩu đất này nè. Đó, những công ty đó xem chi tiết cái này là cái nhà, cái building của nó là giàu lắm nha mấy bạn. Về dầu quả đó thì gia đình của ông Rockefeller ở bên Texas đó là số 1 đó, giàu lắm lận. Nhưng mà thôi, bây giờ là cái thời của dân chủ thì ta phải xài điện. Đây là có nước rồi, ở đây với những cái đầm như này là nước không à. Đó, những cái ống mà gần dọc dọc dưới chân cầu này là toàn là những ống dẫn xăng dầu không đó các bạn. Ta đang tiến dần tới cái con đường độc đạo Palo Verde là chỉ vào nơi đó thôi, trên đường đó đó. Bây giờ năm thì dùng chữ cung đường hên quá. Cung đường hay là cùng đường, cầu trái bên lên này là cầu trái là được rồi. Đó cây đó quẹo vô đường đó là mình ngã cán này, tới ngã mấy 1, 2, 1, 2 lâu lắm rồi, 8 ngã 8 luôn. Bên mình nó là có ngã 6 Sài Gòn, ngã 6 ngã 7 chưa tới ngã 8 nữa. Trong cái job này đó, mình tới mình làm coi, anh chỉ làm cái routine anh quên, đó là cái vách tường nó chặn đất cho ở cái nhà ở vùng biển thôi. Đó, sau đó là mình phải chạy lên Venice, chỗ cái nhà, chỗ cái bà già rất là đẹp đẽ đó. Rất là đẽ là không có muốn mình quay phim á. Đó, nhưng mà bà đẹp á nha, bà đẹp thiệt là bà già mà cũng đẹp lắm. Đó, thì hơi khó tính chút vậy thôi, thì tại vì bà không biết mình cũng chả cái đường này mình đi mấy lần rồi, có lần đó mình lên đó, cái kỳ đó Tiger Woods nó lái xe nó lọt đèo đó. Đường trời mưa đó. Kỹ đó thằng khách đó là khách thằng PC Construction, cái thằng mà làm epoxy thôi hả. Bây giờ mình quẹo đi thẳng. Quẹo trái vô cái đường trên đó. Đi theo cái xe trước này nè, quẹo trái cái đường đó đó. Mình không có đi cái đường cà phê, mình đi cái đường Palo Verde. Nói đây luôn đó, cái đường ở chỗ Palo Verde này á là nó là cái bên tay phải, nó là cái đường Vermin, nó nối lên trên thành phố Los á. Chạy dài xuống cái này á. Giờ đi là nhờ quay phim này, em vừa coi vừa quay, vừa học vừa coi vừa xem đường này nọ luôn, chứ em có giỏi gì ấn gì hơn anh đâu. Đu hôm vừa là anh biểu dạy, anh dạy sao em nghe vậy thôi đó.
theo xe đó đó, chạy tới kéo vào đây. Đó, đó, bên đây. Nó cái lên kia nó còn có quẹo xuống như cái gấp phi là cái đường đi xuống cái hang dầu. Cái lần đó mình đi chỗ bà sale với Symphony nó có cái set sale chỗ này nè. Nhiều bức tranh cũng đẹp lắm, cánh biển luôn này nọ. Chạy khoảng 1.8 dặm. Tới đường Conestoga, Conestoga. À, lúc mình đi vô đây là chỗ này Roland Hill Repair School nè. Lúc là mình đi cái SSL của bà già Mỹ mình dưới này là xuống dưới này đi chơi. Ở khung cảnh đường phố đây là rất là đẹp đẽ. Giờ mình chưa thấy nó quảng cáo là ở đây là tôi có bao nhiêu dân rồi nó không nói. Là nó không nói thì mình chưa có tìm hiểu. Thì mình sẽ chúc thích cho mấy bạn xem. Conestoga. Nữa là mình sẽ vào trái đường Conestoga, cái nhà này nó chắc sát bằng biển, bên trái là nó tụt xuống biển đó các bạn, à, bên phải thì lên đồi, còn ngay là dần dần mình leo tới cái đỉnh đồi này. Đó, cái đường Western trên Lost cũng có thấy không, nãy là Vermin rồi tới Western. À, nãy giờ đó là anh đi là anh quất hết một ổ bánh mì rồi, anh mua ba ổ bánh mì Sài Gòn, bánh mì pate, và trên xe ảnh thì anh có thêm một cái chai nước mắm anh xịt anh ăn. À, còn mình thì mình chưa ăn, mình chờ chút nữa mình ảnh gặp khách, ảnh bận rộn cái miệng ảnh rồi đó thì là mình thả cái máy xuống rồi mình bắt đầu mình tiếp tục sự nghiệp. À, quay cho mấy bạn xem. Chạy chậm chậm thôi đây. Đường nó là đường xuống biển.